Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao 24 giờ của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức đại hội ban chấp hành Liên đoàn khóa 6 lần thứ 5 và sau đó là buổi họp báo tổng kết. Có thể nói những vấn đề liên quan đến bóng đá Việt Nam cũng như tổ chức điều hành bóng đá Việt Nam đang trở thành chủ đề nóng trong 2 ngày qua. Những hình ảnh và nội dung cũng như những phát biểu của những người trong cuộc sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin bóng đá vào lúc 21 giờ ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một ngày sau những phát biểu gây chấn động bóng đá Việt Nam của ông bầu Nguyễn Đức Kiên, câu lạc bộ Hà Nội ACB được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, lúc này đang tồn tại rất nhiều ý kiến và cảm xúc trái chiều từ phía người hâm mộ. Nhiều người cảm thấy mừng cho bóng đá Việt Nam khi cuối cùng cũng đã có người dám nói thẳng, nói thật, nhưng cũng không ít người cảm thấy thất vọng về bóng đá nước nhà sau viễn cảnh tồi tệ đang xảy ra. Trong các bản tin bóng đá thể thao 24 giờ, chúng tôi liên tục đi sâu phân tích từng vấn đề cụ thể của bóng đá Việt Nam và ngày hôm nay sẽ là vấn đề liệu có nên hay không một cuộc cải tổ triệt để của bóng đá Việt Nam. Hãy nhìn sang sự thành công của quốc gia láng giềng Malaysia những năm gần đây để thấy được sự bức thiết của việc loại bỏ ung nhọt ra khỏi đời sống bóng đá. Malaysia từ chức vô địch SEA Games 25 dành cho cấp độ đội tuyển U23 trên đất Lào năm 2009 đến danh hiệu vô địch Đông Nam Á năm 2010 ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Họ đã là vua của bóng đá Đông Nam Á. Thế nhưng những thành công đó không tự nhiên mà tới. Đến lúc này nhiều người hâm mộ của Malaysia vẫn nhớ như in vụ scandal bán độ chấn động quốc gia của họ năm 1994. Sự việc mà sau đó khi được phanh phui, con số quan chức, trọng tài, huấn luyện viên và cầu thủ bị bắt lên tới 172 người. Nhưng đổi lại là thành công và sự phát triển bền vững của họ ngày hôm nay. Bóng đá giờ đây đã phát triển cao hơn trước rất nhiều. Nhưng ở góc độ hoàn cảnh, có thể bóng đá Việt Nam đang khá giống với bóng đá Malaysia 20 năm về trước. Vấn đề là chúng ta vẫn còn đang thiếu một cuộc đại phẫu để loại bỏ triệt để tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá. Đây là quan điểm cũng đã xuất hiện trong buổi tổng kết của VFF ngày hôm qua từ chính một thành viên trong liên đoàn và đầu tiên là phải cải tổ công tác trọng tài. Loại bỏ vĩnh viễn hai cái trọng tài mà gây cái sai sót hai trận đấu quan trọng vừa rồi ra khỏi cuộc chơi bóng đá Việt Nam. Gạt tên luôn, không cho nữa. Tôi dùng là đuổi ra khỏi cái cuộc chơi bóng đá. Không có nói nhẹ nhàng, nói sai sót giống như anh Khôi nói trong cái kiểm điểm. Có chuẩn bị tư tưởng tốt rồi đó là yếu kém mặt chuyên môn, không dám đâu. Tư tưởng quá tốt chứ tốt gì. Loại bỏ vĩnh viễn luôn. Bà chấp hành ngày mai sẽ họp đánh giá bộ máy chuyên môn này là không đạt yêu cầu, thay luôn. Anh Khôi không làm nữa. Nếu cần thiết anh Tuấn không làm nữa. Chúng ta vẫn thường tự hào với nhau rằng có một giải vô địch quốc gia hàng đầu Đông Nam Á, rồi giải đấu có chất lượng ngày càng tăng qua từng mùa giải. Nhưng bây giờ là lúc cần phải nhìn thẳng vào sự thật. V-League là một giải đấu đầy bạo lực, với những hành xử thiếu văn hóa mà vô cùng dễ bắt gặp ở hầu hết các trận đấu. Khoan hãy trách cầu thủ, bởi nếu họ sai một, thì những người tổ chức cũng như điều hành còn sai gấp cả trăm lần. Đây là lúc cần một cuộc cải tổ mang tính triệt để.